Nhân viên ngân hàng MB có mức thu nhập bình quân tăng gấp đôi trong một thập kỷ qua. Theo số liệu báo cáo tài chính mới được Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB công bố, tính đến cuối năm 2022, nhà băng này có 16.136 nhân sự làm việc trên toàn hệ thống gồm ngân hàng mẹ và 6 công ty con. Trong đó, số lượng nhân sự của riêng ngân hàng mẹ là 9.986 người, còn số lượng nhân sự của các công ty con là 6.150 người. Năm 2022, MB đã chi hơn 6.817 tỷ đồng để trả lương cho nhân viên trên toàn hệ thống, tăng 18,4% so với năm trước. Tính bình quân, mỗi nhân sự trực thuộc MB có thu nhập 35,21 triệu đồng trên tháng, tương đương 422,5 triệu đồng trong năm 2022. Tại ngân hàng mẹ, tổng số tiền chi trả lương, phụ cấp và thu nhập khác ở mức hơn 4.741,2 tỷ, tăng 10,6% so với năm 2021. Bình quân mỗi nhân viên tại ngân hàng mẹ có thu nhập 39,57 triệu đồng mỗi tháng, tương đương 474,8 triệu đồng trong năm 2022. Như vậy, thu nhập bình quân của các nhân sự làm việc tại ngân hàng mẹ MB cao hơn khoảng 4,4 triệu đồng so với mặt bằng chung. Nếu so với cách đây 10 năm, tức năm 2012, thu nhập bình quân trên toàn hệ thống MB đã tăng gấp đôi, từ 17,46 triệu đồng mỗi tháng lên 35,21 triệu đồng mỗi tháng. Riêng tại ngân hàng mẹ, thu nhập bình quân đã tăng 120%, từ 17,95 triệu đồng mỗi tháng lên 39,57 triệu đồng mỗi tháng. Cũng trong vòng một thập kỷ, số lượng nhân sự trên toàn hệ thống MB đã tăng thêm hơn 10.300 người, tương đương 178%. Về kết quả kinh doanh, lũy kế cả năm 2022, lợi nhuận hợp nhất trước thuế MB đạt 22.729 tỷ đồng, tăng 37,5% so với năm trước và đạt 111,8% kế hoạch năm. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, tổng tài sản của MB đạt hơn 728.000 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2021.